Dạ, kính bạch sư, trong trường hợp các bác sĩ cùng hội chuẩn đã bảo là người nhà không thể cứu chữa, chỉ có thể sống thêm vài ngày, thì mình nên lên tiếng đồng ý dừng cứu chữa trước khi người nhà ngừng thở có phạm nghiệp sát sanh hay không? Xin thưa là những câu hỏi như thế này thì sư chỉ có thể trả lời là ý dẫn đầu các pháp. Quan trọng là cái tâm của mình có ý muốn giết hay không. Tức là thí dụ như cái trường hợp là bây giờ cứu không được nữa, thì mình để là thôi, để chúng sanh theo nghiệp của mình. Mỗi chúng sanh có nghiệp của mình có nghiệp của mình, người nhà mình có nghiệp của người nhà mình. Thôi, mỗi chúng sanh có nghiệp của mình thì nó khác. Còn mình suy nghĩ thôi trước sau cũng chết thì thôi khỏi chữa cho chết cha đi thì nó lại khác. Chính bởi vì như vậy tóm gọn lại thì vẫn là hỏi cái tâm của mình thôi. Còn nếu như mà quý vị nhắm mà mình không biết được cái tâm của mình như thế nào thì để người khác quyết định. Mình không nghe, không thấy, không biết, không quyết định. Trong trường hợp là mình kẹt quá, mình rối, mình không biết là cái tâm của mình giờ lúc đó như thế nào thì thôi đừng can thiệp. Dạ, xin mời đại đức tuệ tường. Thưa quý vị, khi câu hỏi được nội tâm Đức Phật tại phân tích rất đầy đủ rồi, cho nên là quý vị có muốn có nghĩa là vị nào có lưu tâm hỏi này cứ xem lại phần trả lời của Đức Phật tại, tại vì câu hỏi này nó rất khá là rõ ràng. Dạ, kết thúc phần trả lời. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.